Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các chức sắc cơ sở công giáo trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Đến thăm tặng quà các chức sắc và đồng bào công giáo tại điểm nhóm Tin lành miền Nam, Giáo sứ Phước Tỉnh, Giáo sứ Tân Phước, Giáo sứ Phước Bình, xã Phước Tỉnh, Giáo sứ Hải Lâm, xã Phước Hưng, ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, lãnh đạo huyện gửi lời chúc tới các linh mục, các vị chức sắc và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương xây dựng huyện nhà ngày một phát triển. Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Hồng Sơn, Tòa Giám mục Bà Rịa, Linh mục Chánh sứ Nguyễn Minh Trí, Giáo sứ Phước Hưng, Linh mục Chánh sứ Nguyễn Minh Lâm, Giáo sứ Phước Lâm, các linh mục hưu dưỡng, nhà hưu dưỡng Phước Lâm và trưởng điểm nhóm Mai Thanh Tân, xã Phước Hưng. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo huyện gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc và đồng bào công giáo. Lãnh đạo huyện mong muốn các vị chức sắc giáo dân tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Điền xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.